Xin kính chào quý cô chú, anh chị và toàn thể các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2024. Thì anh em của đội cao thế Tiền Giang có sang hỗ trợ cho đội cao thế Bến Tre thay các phụ kiện của tuyến 110 kV dùng trôm Bình Đại. Một số vị trí này là từ 90 cho đến 100. Hiện tại là mới khoảng 7 giờ 35 phút sáng thì trời đã bắt đầu đổ chuyển sang cơn dông rồi. Thì không biết là có bị mưa không. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn. Trời đang chuyển mưa, hy vọng là qua được cơn này. Đang bắt đầu làm các vị trí 97, 98, 99. Các anh em cũng mới đi tham gia hỗ trợ công tác thi công tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối về, thì cũng bắt đầu vào công việc đi hỗ trợ cho tỉnh bạn. Ở vùng nước mặn như thế này thì các phụ kiện thì xà các bằng kim loại thì bị ăn mòn rất là nhanh.
Đập cái u von ra kìa. Hiện tại là bây giờ là khoảng 12 giờ trưa thì nắng, trời rất là nắng, nhiệt độ có thể tới 40 độ. Buổi sáng thì tưởng là trời mưa dông rồi mát mẻ, tuy nhiên thì lại không mưa nữa và chuyển sang là nắng rất gắt. Công việc thì cũng khá là vất vả, tuy nhiên thì cũng không thấm tháp gì so với những anh em đang cống hiến thầm lặng để xây lắp đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối, thì cũng dành cho những anh em những lời sự tôn vinh, thì cảm ơn những sự cống hiến lặng thầm của anh em. Thì anh em mới làm xong vị trí thứ hai, vị trí trụ 96, thì xuống là nghỉ ngơi ăn cơm, bữa cơm công trường như đại gia. Rất cảm ơn anh em Bến Tre đã rất là chu đáo với anh em Tiền Giang. Vì đường dây này là đường dây độc đạo từ Rồng Trôm xuống Bình Đại, nên là hôm nay cắt điện toàn bộ khu vực này, nên là các đập nuôi tôm thì phải chạy bằng máy dầu để quạt oxy cho tôm.
theo người dân ở đây thì nước dùng để nuôi tôm là nước mặn, là phải khoan từ giếng sâu tới 90 mét để lấy nước mặn lên để nuôi tôm. Đặt điện nên là các máy dầu chạy hết công suất. Vì lần đầu đặt chân tới đây nên là anh em cũng không quen đường đi. Các cái vuông tôm thì đường đi lại thì cũng không biết đi đường nào nên là anh em phải đang tự tìm lối đi. Mấy cái con á. Dạ. Chém rồi, chở nó hồi vô không thấy.
xác đồ xác lộn lên lấy ngoài luôn. Bốn giờ trả điện. Bây giờ là khoảng 3 giờ 15 giờ 30, thì anh em đang làm vị trí trụ 94, thì không biết có kịp thời gian trả điện hay không. Đi nữa khoảng 4 giờ bắt đầu là phải trả điện rồi. Đối với các trụ bê tông ly tâm thì trời mưa khô ráo thì dùng lưới guốc để leo trèo như thế này thì vừa an toàn mà tiết kiệm được sức khỏe rất nhiều so với cách leo ti truyền thống. Để nói nhanh là biết trả lưới, là nó báo nhóm nào xong 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 là biết, là xong mình dứt điểm trả lưới liền, thấy không?